đầu đánh thứ hai. Tấn vlog chào cô chú anh chị nha, chào các bạn luôn. Giờ Tấn đi chùa lễ Dương Bông nha. Bữa nay dân hai đám Sài Gòn B, Long Biên và Phú Trà Vinh. Nhớ xem kênh và ủng hộ cho Tấn nha. Cho Tấn một like, một chia sẻ, nhớ like cho mạnh lên để cho nhiều người xem nha. Đi theo Tấn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.